Chó đấy. Hai chục được bốn chục, con này được là được bốn chục đấy, được là được. Lại. In. À. Điếc mình. Bốn chục ơi, tôi chết rồi, mình mất bốn chục rồi. Chơi gì đấy? Chơi sóc đĩa phiên bản 4.0. Chơi em chơi với. Chị con thì chơi. Có tiền không? Mà nói chung không cho mình chơi nên mình chơi bẩn lắm. Đó. Có tiền không? Có tiền. Có tiền. Đấy, à, 2 triệu. Đó, được. Đấy nhá, phổ biến luật chơi có 20 nghìn lẻ không? Có, tàn lẻ. À, hôm nay lắm tiền lẻ ghê nhỉ? Đợi, bây giờ hết tiền rồi bốc. Đấy nhá, thế thì cho mày đến lượt mày luôn. Giả dụ nhá, thế kẹp cái này vào đây. Thế sao được đấy luôn à? Kẹp cái này vào đây không? Thế làm lần lượt vừa đến vượng rồi đến mày. À, đến lần lượt. Đây, dính cái này vào đây. Cho thẳng lên thì nó mới vào được. Cái này vào là đấy, không rồi, nhắm mắt vào. Thả đồng tiền rơi vào đây. À đấy, rơi vào đấy sẽ không phải mất 20.000 vào đây. Hiểu không? Mà thế là được 20.000 nữa. Không, sẽ không phải trầu tiền ra đây. Nếu mà làm trượt ấy sẽ phải trầu ra đây. Thằng sau mà vào ấy nó sẽ lấy tiền đằng trước giảm bước trượt đặt mất 20.000. Mày trượt mất 20.000. Anh trượt mất 20.000. Ờ. À, thằng nguyên cuối nó đấy phát là nó được. Rồi, bây giờ bắt đầu chơi luôn nhá. Bắt đầu chơi. Chơi luôn gì? Chơi luôn, em đúc vào luôn. Ừ. Phải luôn. Hả? Tắt tiền không? Cái gì? Không hiểu. Thằng này không hiểu. Cầm lấy và chơi. Thế bây giờ cho đến vượng chơi đầu tiên nha. Anh em chuẩn đặt luôn. Nào, vượng. Nhìn ra. Hai chục là đây. Đấy, đến lượt mày. Đó. Chơi rồi. Hiểu. Thì dễ. Quá dễ. Không, bây giờ hắn này chơi to tí. Nè, chơi vậy. Bây giờ mỗi người bỏ ra 40 vào đây. Ai được ăn luôn. Đúng rồi. Ai được ăn luôn. 40, 60 đi. 40 đi. Bốn ơi. Để 40 chơi. 40, mỗi người 40. Từ từ. Phải nhắm mắt kỹ nhá. Từ từ. Nào, nhắm mắt lại. Thế này. Nào, từ từ. Rồi, nhắm mắt. Nào. Từ, chuẩn bị nhá. À, chưa được đâu. Rồi, một phát là đấy nhá. 3, 2, 1. Nếu mà mày không được động tay, không được động mồm, không được dùng cái gì cả mà uống được hết cốc nước này, tức là sẽ được cầm tay khi bỏ cái khăn này ra, đấy, uống được hết cốc nước này, có ngay 5 lít, không dùng tay, không có dùng có 5 lít mà không dùng cái gì cả, mà vẫn uống hết cốc nước này. Đúng rồi, tức là làm sao không dùng cái gì mà bỏ được cái khăn này ra đi, uống nước. Có ngày 5 lít. Đơn giản. Mới 5 lít đấy nha. Được chưa thì chặt này. À không. Chứ phải tiền. Tiền nó đi liền khúc ruột.
hơi khỏe phết đấy nhỉ. Không dùng tay, không dùng cái gì, đồ ăn mà làm được. Này, em tay anh mà làm được. Vẫn dùng tay nhưng mà chỉ cứ được cầm. Anh mà làm được em cho anh 50 luôn. Vẫn dùng tay nhưng mà chỉ được cầm cốc nước thôi, không được cầm khăn. Ai mà thổi được cái khăn này lên? Không cần thổi, không cần gì, thế nó mới gọi là đố. Thế mới 5 lít ở đây. Anh mà làm được, cho anh 50. Ok. Bỏ ra 5.000 luôn này. Ok, 1 lít. Được, hôm nay anh mà không làm được, anh mà không làm được phải mất em 500 nhé. Ok. Vì cái 50 này ta sẽ cho mày xem một màn ảo thuật. Không cần dùng cái gì tao sẽ có thể uống được nước ở trong này. Tin không? Không bao giờ tin được. Rồi, ok. Em còn anh có phải thần thánh đâu. À. Mình sẽ không dùng tay để lấy cái khăn này ra mà mình sẽ làm một gọi là trò ảo thuật siêu kinh điển nhá. Mình sẽ dùng cái ống hút này, hút hết nước trong lần mà không cần dùng tay động cái khăn này. Đã hết nước. Ai hút mà. Tao ở đâu? Bao nhiêu đấy? 230. Ừ. 130 này. No. Cái bài tiền gì? Không đâu mà. Khôn rồi. Có bao nhiêu thôi. Đấy, cái bài nó chưa đắn rồi. Đây này. Không chịu đâu. Chịu thiếu bao nhiêu? 90. 90.000. Tao nợ 90 đi. Ôi. Chục đéo nợ đâu? Nợ đâu? Mày cái bài nợ xưa rồi. Lắm rồi. Cũ lắm rồi. Này, mày lấy được tiền biết chưa không? Này, biết chưa đấy? Đọc lại xem nào. Biết chưa không? Biết rồi. Đi về lấy thêm tiền đi. Mày đâu chịu đâu? Ôi, nợ đâu nhá. Đi về lấy tiền đi nhá. Đi. Mày về lấy tiền.